Mình chào các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn gieo sứ, gieo hạt sứ thì mình đã nói với các bạn là khi mình gieo thì mình để ngoài trời nha các bạn, để ngoài trời 100% nha các bạn, để ngoài nắng á, đừng đừng có để trong mát nha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các bạn không có được bưng ra bưng vô, để chỗ nào là để một chỗ thôi. Mình cái điều đó mình nói hoài rồi đó, các bạn để nè, đó mình để ngoài nắng giữa mấy tôn như vậy đó. Thì các bạn gieo tầm khoảng cỡ bao nhiêu không biết, nhưng mà nó ra cỡ 4 lá nha, thì các bạn bưng vô trong mát. Trước khi dỡ ra đó, trước khi dỡ ra đó các bạn, thì các bạn đem vào trong mát lưới lan ra cho mình nè. Nha, đem vào lưới lan để cho mình. Trước khi dỡ ra phải đem vào lưới lan nha các bạn. Các bạn nhớ chú ý điều đó. À. Thì khi các bạn dỡ ra thì khi mà nó được 4 lá rồi đó các bạn. Nè, nó được 4 lá như thế này nè. Đó, thì khi mình đem vào trong mát thì mình để vậy là bắt đầu là mình dỡ ra nha các bạn. Dỡ nó ra. Đó, dỡ nó ra nha các bạn. Thì ở tầm như cái này thì nó còn non quá thì mình chưa dỡ mất được 2 lá à. À. Thì thằng nào được 4 lá thì mình dỡ ra. Thì có những cái điều mà mình nói để cho các bạn khỏi ngỡ ngàng và đừng có lo. Thì khi các bạn đem vào mát khi các bạn đem vào mát á các bạn, thì khi các bạn dỡ ra thì cây con mà nó thay đổi môi trường, nó sẽ bị ngộp nắng nha các bạn. Nó ngộp nắng thì nó có những cái lá nó vàng nó úa. Thì cái điều đó là cái điều bình thường, các bạn cũng đừng có sợ. Có nhiều bạn cứ gieo cứ tối bưng vô, ban ngày bưng ra, rồi tối bưng vô, như vậy là nó thay đổi môi trường nha các bạn. Thì khi mình bưng vô trong lưới lan nè, mình dỡ nó ra thì nó sẽ bị ngộp nắng. Nó ngộp nắng thì nó có nhiều cái lá nó sẽ bị cháy. Thì các bạn cũng đừng có lo nha. Thời gian thì nó sẽ mọc ra cái lá mới thôi. Thì khi mình ở trong cái môi trường mình đẩy nó lại mà các bạn, mình đẩy nó lại như thế này. Mình đẩy nó lại như thế này. Đó, thì khi bắt đầu mình dỡ ra thì nó thay đổi môi trường đột ngột thì nó sẽ bị ngộp nắng. Ngộp nắng thì nó sẽ có những cái lá nó cháy, nó uống như thế này. Thì mình các bạn cũng đừng có lo nha. Thì cũng giống như con người á, mà các bạn nuôi con các bạn biết đó. Nhiều khi từ nhỏ đến lớn á, mình cứ thương. Mình thương rồi mình cứ bao bọc cho nó, rồi mình không cho nó làm cái gì cả, chỉ biết ăn đi học thôi. Thì sau này khi nó ra đời á, thì sẽ bị ngộp nắng các bạn. Nó sẽ bị ngộp nắng, nó không biết làm gì để nó ăn hết. Cơm cũng không biết nấu, đồ ăn cũng không biết làm, thì nó sẽ bị ngộp nắng. Thì cũng giống như cái cây này. Mình thương nó, mình bao bọc, mình che, mình đậy 2 tháng trời nha các bạn. Khi nó rớt được 4 lá, mình đã đem vào trong mát, mình dỡ ra nó vẫn bị ngộp nắng. Nó thay đổi môi trường đột ngột mà, nó sẽ bị ngộp nắng. Thì một thời gian sau thì từ từ nó mới quen với cái môi trường, thì nó mới phát triển lại bình thường. Rồi cái điều đó là mình chia sẻ để cho các bạn khỏi ngỡ ngàng nha. Ngày nói tới cái câu chuyện này, ngày xưa á, mình đi học á, từ dưới quê mình lên Sài Gòn mình học á, thì nói chung là cái thời kỳ đó các bạn biết thập niên 80 mà, kinh tế nó khó khăn lắm. Thì nó không có cái ở trọ như bây giờ mà chủ yếu là ở chung cư, cư xá. Thì mình có một cái thằng bạn người Tàu, nó tên Quách Thanh Hiền. Rồi nhà nó ở Bình Thạnh á, trong một cái hẻm mà nhà 3 lầu đàng hoàng. Thì nó mới tâm sự với mình, nó mới nói rằng là tao từ 8 tuổi cho đến 14 tuổi á, tao ở dưới quê. Tao ở dưới quê với cô tao dưới đó, tao cũng làm ruộng, tao dắt lúa, tao làm đủ mọi, tao gặt lúa, tao cày ruộng, tao ghi cấy. Nói chung là tao làm đủ mọi cách đó, chứ đâu phải là tao là con tử bột đâu. Nó nói, ủa, sao mày ở trên này nhà có 2 anh em mà anh hai mày thì đang ăn học đại học rồi ngon lành mà mày phải về dưới quê. Thì nó nói là ba tao gửi tao về dưới quê để lao động, để biết là tạo ra đồng tiền nó khó khăn như thế nào. Thì mình nghĩ hồi xưa mình còn nhỏ mà nói cha mẹ chắc không thương con thằng này, nó làm gì chắc không thương, bị nó không, nó không được cha mẹ thương, cho nên cha mẹ mới gửi nó về dưới quê như vậy cho nó cực nó khổ. Nhưng mà sau này mình lớn lên thì mình biết rằng người Tàu người ta rất là trong cái rất là có nhiều cái nghệ thuật trong cái vấn đề dạy dỗ con cái nha các bạn. Tại sao mà phải gửi về quê để cho nó lao động cực khổ? Thì khi nó lao động cực khổ như vậy á, thì các bạn biết rằng là nó biết rằng là kiếm ra được đồng tiền từ mồ hôi nước mắt nó phải cực khổ như thế nào. Thì người Tàu á, người ta dạy con thêm một cái nghệ thuật khác, tức là khi lớn lên từ mẫu giáo nha cho đến cấp 1 thì người ta dạy dỗ, thì lúc đó nó quá còn bé. Nhưng khi bắt đầu từ 12 tuổi rồi, 9 tuổi đến 12 tuổi, thì khi đó là các bạn biết sao không? Là lúc đó là lên cấp 2 rồi, nó đã biết rồi.
nó đã biết xài tiền, nó đã biết rồi, thì người ta gửi về quê để cho nó lao động, để nó biết rằng là cái đồng tiền kiếm ra từ mồ hôi nước mắt nó cực khổ, nó quý trọng như thế nào, để sau này nó về nó quản lý kinh tế tài sản trong gia đình tốt hơn. Đó là một cái nghệ thuật, mình nghĩ là một cái nghệ thuật để cho con nó ra đời, nó va chạm, rồi nó từng trải để cho nó va chạm đủ mọi ngóc cạnh trong xã hội, để sau này nó ra nó khỏi bị gột nắng như cái cây này. Thì mình thấy đó là một cái điều dạy con rất là tốt luôn. Mà người Tàu người ta có những cái nghệ thuật như thế, người ta dạy con rất là tốt. Mình cũng hồi nhỏ thì mình cứ không đồng tình, nhưng mà lớn lên mình thấy đó là một nghệ thuật dạy con nha các bạn. Thì sẵn đây mình lâu lắm rồi, mình từ ngày mình mất liên lạc với Quách Thanh Hiền. Thì nếu mà có duyên mà Quách Thanh Hiền mà yêu xứ mà nghe được cái clip này thì hãy liên lạc lại với Phú nha. Nha, liên lạc lại với Phú. Thì ngày xưa cái lúc mà mình sinh bé ra thì Hiền có về thăm mình một lần, là cho mình 100 đô, hồi đó 100 đô nó lớn lắm, 100 đô lúc mà đầy tháng bé cho 100 đô rất là lớn luôn, 100 đô hồi đó hơn 1 chỉ vàng. Thì nói chung là tình bạn quý mà, mình không phải mình quên bạn, nhưng mà chắc có lẽ thời gian cái hẻm đi vào mình quên mất cái hẻm, không nhớ được. Nếu mà có duyên á nha, có duyên mà bạn coi được cái clip này thì bạn liên lạc với mình theo cái số điện thoại mình để trên màn hình nha. Rất là trân trọng, rất là mong tin, mong lắm. Hôm nay mình sẽ có những cái trái chín nha các bạn. Thì đây là cái cây thu thủy nè các bạn, bông thu thủy nè. Thì mình nó có những cái trái nó chín như thế này thì mình sẽ hái nha các bạn. Để mình mới hái nè, mình mới hái cái trái thu thủy nè. Đó, trái này là trái kim anh nha các bạn, nó cũng chín nè. Đây là trái kim anh nha các bạn. Còn cái trái này là cái trái Vĩnh Lộc 23 nha các bạn, bông Vĩnh Lộc 23 nè. Trái này là trái Vĩnh Lộc 23, nó tét, nó chín, nó tét ghê à. Đó, nếu mà các bạn để như thế này là nó sẽ bay hết nha các bạn, nó sẽ bay hết. Đó, trái này là trái Long Thành 1 nha các bạn, này nó cũng chín luôn nè, này nó tét, nhưng nó tét như vậy thì các bạn nên hái, chứ không để là nó sẽ hư. Là đó, nó tét như vậy là các bạn hái nha, hái liền, chứ không để tới chiều là nó hư rồi các bạn ơi, nó hư liền à. Đó, rồi cái trái này là cái trái sầu đông nha các bạn, cái cây này là cái cây sầu đông nè, các bạn thấy nè, cái trái sầu đông nè. Đó, cái bông sầu đông thì mình cũng có quay rồi đó, mà không biết con mình nó có đưa lên lóc không. Đó, thì cái trái này là cái trái sầu đông nha các bạn, sầu đông nó cũng đã có trái. Đó, thằng này là thằng tài siêu bông, hôm qua nó chín mình cũng hái được mấy trái nè các bạn, nè nó chín mình hái được mấy trái này. Nè, cái mà nó có mấy cái cây bông màu hồng nó trổ đẹp ghê không các bạn, quá đẹp luôn, hồng bông bự lắm các bạn, nay nó trổ nhiều, trổ rất là nhiều luôn. Cây này là con của Fancy Ba nè các bạn. Đó, cây này là con của Fancy Ba nè. Thằng này nào mà nó ra là màu cam mình không biết. Thằng này thì màu hồng, hồng ba lớp nha các bạn. Thằng này cũng là màu hồng, hồng cũng ba lớp luôn, bông bự nha các bạn. Mình có cái cây này nè các bạn. Cái cây này bữa trước mình có một cây mình bán rồi nha các bạn. Nó hoa chuyển màu. Thì khi bắt đầu nó mới trổ các bạn, khi nó mới trổ nó hé ra thì nó màu vàng nha các bạn. Nó hé ra thì nó màu vàng. Đó, các bạn thấy đó. Đó, nó màu vàng như thế này. Đó, thì nó trổ khi nó mới hé ra thì nó màu vàng như thế này nè, các bạn thấy nó màu vàng. Đó, màu vàng thấy không? Đó, nó hé ra là nó màu vàng như thế này. Nhưng mà khi nó trổ được 2 ngày thì nó chuyển qua màu trắng nha các bạn. Chuyển qua màu trắng như thế này. Rồi nó chuyển chừng 3-4 ngày mà khi nó sắp tàn á các bạn thì nó lại chuyển qua màu hồng. Đó, thì cái đây là cái hoa đổi màu nha các bạn. Hoa cánh đơn trắng đổi màu. Mới trổ thì màu vàng nha các bạn. Mới trổ thì màu vàng. Đó, các bạn thấy không? Màu vàng. Đó, rồi trổ 2-3 ngày là nó chuyển qua màu trắng. 2 ngày là nó chuyển qua màu trắng nha các bạn. 3-4 ngày sau khi nó sắp tàn nó chuyển qua màu hồng. Đó, như thế. Thì cái cây hoa này là cây hoa đổi màu nha các bạn. Còn cái cây này là màu hồng chứ cũng 3-4 lớp gì đây, cũng bự đây. Nhưng mà mấy cái cây này mình mới thay phân, cho nên là nó ra các bạn thấy nó không có lực đâu. Mình mới vừa thay phân mà, cái dạng này là mình mới thay phân hết. Thì nó rụng hết lá rồi các bạn biết rồi đó, nó thay phân nó thì với lượng mấy cái này nó chuyển mùa đó thì nó hơi bị vàng lá, nó rụng lá rồi. Các bạn thấy này, nó rụng lá, mình thay phân là nó rụng lá hết à. Chứ thay phân mà làm sao mà không rụng lá được, thay phân bắt buộc nó rụng lá nha các bạn. Rụng hết lá, với lại cái này nó đang chuyển mùa, từ mùa thu qua mùa đông nha các bạn.
thì nó sẽ rụng lá từ từ rồi sẽ mọc lại thôi. Cho nên có nhiều bạn nó anh ơi sao xứ em nó rụng lá rồi, bình thường các bạn đừng có lo, nó rụng lá rồi nó sẽ mọc lại thôi, không có gì cả. Nó rụng cái lá thay vì nó rụng cái lá già để con rầy con rùa nó bu, nó đại khái là đó là cái sự đào thải của thiên nhiên thôi, bình thường thì nó sẽ mọc lại nha các bạn. Thì thôi một ngày mới mình lên mình cũng chia sẻ cái vấn đề mà các cây con từ ngoài nắng đưa vào trong mát nha các bạn, thì nó sẽ bị ngộp nắng, nó sẽ bị ngộp nắng nó cháy lá, những chuyện đó bình thường thì các bạn cũng đừng có gì bận tâm cả, điều đó là cái điều bình thường, vài bữa thì nó sẽ mọc ra lá mới nha. Thôi một ngày mới hoa ba trồng chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều may mắn nha, làm việc hiệu quả, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người.